Em Sơn chào cả nhà nha. Mình chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bữa cơm chiều hôm nay thì ba anh em mình có chuẩn bị trước được có hôm qua là ba anh em mình á, chiều hôm qua là ăn cơm chiều xong á là thấy sung sung trong người nhảy xuống mò được cũng được mấy quá tôi uống rồi ốc nó bị bị không được ra lắm được cơm chuẩn bị này cũng là cơm. Rồi, tiếp theo đó là còn một món nữa anh Hùng anh sẽ đem lên. Chiều hôm qua mò công kỹ mò ốc gặp ra hang rồi đã bỏ là ăn luôn là ăn hồi cái trái cây mình mò được mới lâu kiến là ăn hồi tới dặn dạng một ống luôn. Giờ anh Hùng đem lên đảo nè. Ủa mà không nhớ qua mò nhiều lắm mà. À, không có ăn dụng con nào hết trơn. Có bị lủng không? Con cá này nó trắng, cá trắng này ha. Nó chơi thôi chứ ngoài cũng có nhiều. Có ăn dụng con nào cũng phải. Rồi bây giờ mình chuẩn bị coi tính anh Hùng tính làm cái gì đây anh Hùng ơi. Bạc hà này hả? Đây này có bạc hà nè. Bạc hà này tính làm gì đây? Mua dữ à? Là cái mẻ mình có mua được 5.000 gao. Giờ cá ô kiến mình có gì không ta? Mình có chai bơm ốc nè. Chai bơm ốc. Mình hấp cá ô kiến chai bơm ốc đi. Với mình trộn rau găm anh đó. Còn bạc hà này mình có ốc này với bạc hà này mình đâu có làm nấu chua gì nữa đâu. Giờ mình làm gỏi bạc hà, gỏi ốc bạc hà đi. Với rau găm mình trộn luôn. Cái món này nó hơi lâu nè. Cái này hơi công phu nè. Mình lấy ra. Giờ anh Trần đặt món này đi. Cho nó ấy trước đi. Anh Trần đặt món này đi. Bên đây mình đặt. Mình đặt trước đừng mà mình lấy ra. Đấy, đúng rồi. Yeah. Còn cái bên này thì chủ yếu là mình cắt kỳ với là mình lọc da luôn chứ. Mổ bụng thôi. Hấp để hở dãy không thì bạn. Tính là để nguyên con luôn mà. Để nguyên con cũng ngon thôi. Để nguyên con hấp lên nó ăn nhiều rồi mà cái nồi mình thì không vừa. Không vừa hả? Ai ăn lấy lột. Đổ một cái rồi ha. Ớt văng lên cây. Hấp sắp hồi có kỳ nào mà nó văng vô hai mắt của mình. Mới văng nè, nó văng hơi cay liền á. Ốc xong rồi con nó mập lắm nè. Cái mặt của nó là nó lên muốn đầy đầy đặn á. Mà con nào nó bự nè. Làm gì sao đâu? Bao nhiêu rồi? Đúng rồi hả? Đúng tình chứ hả? Được con rồi. Anh Hùng đang làm được mấy con hả? Để chết đây, rồi ra mặn xin con hay con á, làm tép cho. Cái món ốc mình là trộn gỏi này á, là một cần một hai lễ gà đó. Đây, còn công phu với cái vụ lễ á. Khuấy đảo cho đều lên quậy ha. Nó để nó cây cái con nó lột mặt con nó không lột. Đó. Đúng rồi. Nó lột mặt ra mình mới dễ ha. Nó dễ mình tự. Nó bật lên cái là sôi làm đổ vô cái gỗ này nè. Rồi, lúc khói. Có con hến nữa nè. Đừng con hến nữa. Con hến này qua ai bắt đây? Con anh Hồng bắt. Nó bị lớn nha. Để cho nó nguội chút lại mới được. Cái này cho nó nguội đi. Cái còn nặng quá mình lại.
Hai đấy khó à, nóng à. Có khi là chốc cái nghỉ ăn luôn không? Mình có rồi nè. Ốc mập ghê ha. Ốc ngâm hai bữa chắc chắn thiếu rồi. Chiều hôm qua ăn cơm buổi chiều rồi tắm rửa lần đây cảm thấy mưa gió mở sung ngừ có ngò ít con ốc quăng mà anh cái đầu kiến tôi còn mò chơi mà thôi mình có cái hàng chắc thiếu hàng ngâm bữa gì chắc có cái hàng cái mò cá đầu kiến thấy ham chuyện qua luôn tính đặng tới chặn dạng luôn có nước nó dừng lên á thì nó ở trong mấy cái hàng sát mé đó ở thêm mấy cái hàng nó dắt bật sát bờ nó có bật cái trời mưa mát. Mò chuyện qua thấy ham ghê. Tính mò nữa à. Anh chừng cái kêu thôi đây không à. Anh không có mò cái gì nhiều đây ăn thấy bà ăn là luôn. Mình làm đủ ăn là được rồi ha. Đủ ăn rồi. Từ cái bắt nó hết rồi sẽ mai mốt nó về ăn. Cô có tính mò để mình nuôi nó mà tính, mình mò nó đi. Tính mò bán luôn á. Vậy hả? Giới thành phố bán giùm. Nó tại ngày qua lạnh quá lạnh này. Mò thấy cũng hơi thấm lạnh. Vũ anh Hùng thôi về. Sức khỏe không cho phép. Còn nào nay nó ú không nè ha. Khiếu ha. Thôi con này mập hơn. Trời ơi, gai chỗ này hồi chắc hết. Làm con. Trời này không được rồi nha. Có con mình để ốc rồi nè anh Trường. Anh làm sao hồi. Đem chứ nó mắm me cái ha. Giờ để chấm thôi. Có me gì cái mắm cơm mẻ là lụm đúng sách luôn. Nó chấm cơm mẻ. Cơm mẻ. Cơm mẻ ớt xả ớt. Sao mà cái con ốc này là mình kêu con ốc đắng nè. Không, ốc đắng khác, ốc quắn khác à. Hai con khác nhau à. Khác không à. Ốc quắn là cái đít nó nhọn nha. Ốc đắng á, đít nó nhọn. Cái đeo tao giả đầu cầu. Hồi xưa nha, còn ốc quắn này là mình đang. Bây giờ không biết sao, không biết trộn lộn chân. Không biết thì... Không biết phân biệt. Tôi thì kêu ốc đắng có, rồi kêu ốc quắn có, cái đó mình không biết. Mà lý do là sao nó đắng nè. Cái đít nó nhẵn á. Cái đít nó nhẵn, gọi là kêu ốc đắng. Nè, con này mới gọi là con ốc đắng nè. Ốc quắn chín cống luôn nè. Làm sao? Là nó quắn quắn cái đường. Không có ốc đắng. Ốc đắng hả? Nó nhẵn 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 cái đít á. Anh già nó đen đó chứ gì. Anh không tin anh thử coi. Thôi để đi. Thấy gan là tôi nói không? Nói thật tình luôn á. Ok thì theo ý anh đi, nếu mà tôi nói không đắng anh nữa nói mà nó không đắng thì nó con này giống con ốc gạo á, trúng đầu năm. Cái ốc này là bị mấy con cá là nó ghẻ nè. Ghẻ nó mất lỗ. Nếu anh đưa tôi ăn mà nói lỡ không nếu nói không mà nó không đắng á thì mít lòng anh phải không? Còn mà nếu mà tôi nói nó đắng á thì tôi dối lòng tôi khổ lắm thôi thì tôi khỏi ăn. Cái đường nào tôi cũng chịu thiệt đó. Mà nghĩ lại cũng hơi có cái mà cái chuyện lạ từ cái con ốc quắn này ha. Thì nhớ hồi xưa là nó chỉ ở trên đè hầm rồi ha, là ở trên đồng á. Đó là theo đè theo hầm rồi với cái... đeo trên nó đè hầm có nhánh cây để cắm chà đó. Hồi xưa là nhất đeo mấy cây cái nhánh chân bầu á. Chân bầu xưa đè á. Cái mục mục rồi cái rễ chân bầu ra nhiều lắm nó đeo vuốt lên không à. Vậy mà bây giờ trên đồng nó lại ít không có mà ngược lại là nó xuống sông. Tại biết sao mà nó xuống kinh không? Trên đồng nó thuốc men quá lên trời với nóng á. Con ốc rút cái gì về theo cống về kinh chứ. Với phần vũ ba nè. Vũ ba này nó đâu có lên xuống được. Một lần nó phải ở dưới kinh nó đẻ thì nguyên. Con đẻ ba bốn con đẻ 30-40 con ha. Mà từ khi mà làm lúa ba vụ tới giờ là cái hình như là ở dưới sông là ở dưới sông sinh sản nhiều luôn. Sinh sản nhiều luôn. Chứ ở trên ruộng là hết rồi. Không có cũng có nữa mà ít lắm. Ít lắm. Có ốc bu vàng thì nhiều. Ốc bu vàng quá. Ốc bu vàng thì nhiều tại ốc bu vàng nó bò lên bò xuống dễ lắm. Ốc đắng này không có bò được đâu. Ốc bu vàng nó muốn đi đâu đi à, ai cản được nó đâu. Cái này ốm quá. Nó giờ là cây nó người ta bắt bớt rồi với phần người ta treo ba cái ấy bắt treo ba cái đầu bẫy ốc á với cái cào ốc nữa cào ốc rồi mấy cái bẫy ốc là như là người ta làm bằng từ lá dừa nè lá dừa rồi bao rồi cột lại dục xong đó để nó lại nó bu rồi leo lên ta vũ à nó đủ thứ chân nhờ có đó mà giờ mấy người dân nghèo rồi ta cũng đỡ lắm dân nghèo có công ăn chuyện làm ha mò được ngày bữa cũng kiếm được trăm ngoài không có chắc sợi còn ốc bu vàng thì tháng nước thì anh em người ta đi ủi bán cho thương lái rồi người ta mua người ta đem về đâu không biết người ta làm cái gì mình cũng không biết được mình không có hỏi
Bữa nào mình điện ra mình hỏi chịu của bồ quá. Ngồi làm cũng vài trăm ngàn không đó. Mà cũng ngộ ha, cũng có cái loại ốc mà nó cũng ở dưới sông, nó là cái con ốc gạo á. Mà không biết sao lại nó chỗ có chỗ không. Nó ở nhiều khi nó ở cồn nhiều, cát nhiều á. Ở cồn cát nó thích ha. Ừ. Cào, cào ốc gạo á. Bữa nào mình đi tập hợp mình đi mò ốc gạo bữa ra anh chưa? Ốc gạo ở đây mình đâu còn đâu. Gạo là đi hơi xa. Đi xa lắm. Ra ngoài gần gần sông cái nữa, nó có chất cát cát nên là nó ở nhiều. Nó ở không có sâu. Cái người ta cào nó dễ. Ốc mập quá mập. Làm hoài thôi. Làm thêm con nữa ra nha, đếm con nha. Chút mới trừ á. Trừ lại đó. Chút người ta nhậu chứ. Người ta ăn trước, người ta khỏi ăn nhậu trước, người ta khỏi ra ăn mồi. Chấp ăn trước luôn. Tôi ăn trước mà. Nếu mình sợ nó đắng quá thì là mình lấy cái chỗ này nè. Chừa là cái chỗ đen đen này ra nè. Ngắt chút xíu đây ha. Ừ, nó cái chỗ này là cái nó hơi đắng. Mà mình ăn sầu đâu được, nó nhẵn nhẵn hơi cũng đâu có gì đâu. Sao đâu. Đâu. Ngon chứ. Cái đó là cái đắng đó. Cái đó là cái chột bụng. Ừ. Để ăn ốc trước mạnh. Ừ, ngắt vô viên ha. Để nha, cái bấm nha. Mà hôm nay vậy là mình mấy con ốc này thấy hơi ú à. So với mấy hôm trước là nó ốc nó ú hơn. Với mình ngâm cái thấy nó trắng đó. Ngâm đêm mà. Mấy ốc hôm trước có biết sao không? Nó ốm hơn anh, mấy ốc này em mặc hơn anh. Tiễn từ từ hết trơn nè, lớn từ từ còn nhỏ. ốc tiễn. Dòm vô cái tay rồi vô liếc vô con là bự là làm trước rồi. Ủa. Nhỏ ha. Bạn già quá. Con ba ly. Con bạn già này chơi ghê quá. Ủa. Chưa chơi mà lầm trước cái này hồi là hết mồi luôn. Hết mồi luôn rồi. Ăn thử cũng ngon không? Mà ngon thiệt. Cái món này bữa nay ba anh em mình làm cái món này thấy nó đạm bạc đơn sơ chứ đâu có ai có gì đâu. Không có gì cao lên bây giờ. Bữa nay mình tốn được 5.000 á nha. 5.000 dao. Chủ yếu là cái mình nó vui thiên nhiên của mình thôi. Mình làm mà vui chính có gì đâu, tiền bạc mừ mà. Lúc trước là đi mằng trên thành phố là chắc mấy cái món này chắc kiếm ăn chắc hơi bị cực hết trơn. Dễ gì? Tốn tiền nặng lắm không? Cũng không có ít ai bán nữa. Tại vì nó có mà ít ai mua, đâu có rảnh đâu. Mà khi muốn ăn là có ai về quê á, cái ta đem lên. Mà ở thành phố có ốc vàng không? Có. Ta đem lên cái người ta cho mình đó. Cho mình mớ gì đó thì lãi ra mà anh Trần gỏi nè, gỏi vô heo nữa. Anh Trần, rồi anh đi mặn với anh có bắt ốc vua vàng không? Có đi luôn. Mà đợt đó nó ở mình mặn ở gần tới cái quận 9 á. Là lên cái bãi đá kêu cái đó là lên đó là có ốc bu vàng nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi mà cũng hai mấy anh em rồi bữa nào chủ nhật đó rồi đi chơi rồi chạy đi lên đó rồi đầu đi cầm bọc đi lụm từ con vậy đó mà nó ốm nhom mà nó không có được mà ú như mình nha làm như chất nước nó nước lợ á lúc tôi bằng công ty ở Long An á thứ bảy chủ nhật á đi bắt cua biển với bắt ốc cua vàng ở bên quận á. Ừ. Bà bắt cua biển với bà kia ở Gò Công nhóc bà kia nhóc ở tròn luôn anh nồi như là nó gần biển ha. Ừ, gần biển ốc bà kia còn mập mập không à anh Hùng hồi đó cũng là biết có ngày bắt cua biển nữa hả có đó đi ngày bắt cua biển bán anh bữa thứ bảy chủ nhật á rồi không có màng công ty không màng á thì bắt về bán cũng được vài trăm mà đi nó xa nha từ chỗ Long An là đi tới Gò Công là tới 70 mấy cây số lận cũng điên về tới 100 mấy mà cực lắm. Cũng biết được nhiều nghề quá ha. Nghề sống mà. Mà suy nghĩ lại cái chỗ nào nó cũng có cái món đặc sản có dùng nấy trơn ha. Đúng rồi. Dùng dưới thì gì cái con gì? Con bà khía. Bà khía gì thời rồi. Là cái món là bà khía đặc sản của dùng Kiên Giang Cà Mau rồi đó. Là đặc sản. Thiên nhiên bạn tặng có mỗi dùng mà. Mình ở đây thì mắm. Cái đó là chè cho. Mỗi dùng chà. Nó có cái món đặc sản của riêng cái mỗi cái dùng. Cái này là cơ là cái cọng bạc hà hả anh Hùng? Bạc hà à, cọng môn ngọt của mình cũng nó tựa tựa gì nè chứ. Tựa tựa gì nè mà nó đậm hơn này chút. Cái này sao nó cũng xanh đó nè. Ờ trên mà nó không có đậm.
Còn bậc hà có còn môn môn ngọt mà nó đậm dữ lắm. Thấy không? Cái này em cũng không phân biệt được, nó thấy nó giống giống nhau à. Môn bậc hà giống như khoai cà, khoai môn gì đó thấy cũng như nó cũng như nở nở ra cái lá đó cũng là tựa vậy đó. Không, mình thấy sao mà tôi dốt vụ này dữ lắm quay. Mình thấy đang bẹt cho rõ ràng. Lá xanh là lá trắng hơi hơi. Cái cọng này mình đừng có bỏ, nó là ngon nhất cái chất lọt này. Trên đợt là ngon ha. Nó giòn. Cái này mình bóc gỏi nó thì một hồi mình làm như thế nào ta? Thì hồi nó anh đột rồi thì anh làm mỏng lại chút. Nó nghĩa là mình gọt cho nó mỏng ha. Mỏng bóc gỏi nó màu thấm hơn. Không, thôi ta xẻ như bánh mì, tôi nhét ốc vô ta ăn. Chứ nó mau. Khỏi cực. Rồi coi khỏi trộn, khỏi trộn vậy chứ. Tao xẻ ra rồi nhét ốc vô đó đó, tao làm cho nó mau. Ừ, xịt nước tương, tao ăn luôn rồi, ớt gì đó để dồn cái một à. Chơi kiểu nhà trời hồi xưa hả? Ừ. Đấy, làm gỏi là phải có anh Hùng mua đúng bài luôn nè, là rau găm, rau thơm. Là đúng bài luôn. Cái này là rau thơm nè đúng không? Đúng rồi. Đây, rau thơm. Rau thơm. Để nhiều là thơm, với rau găm để nhiều vô là không thơm. Mà hình như là tất cả mấy cái món gỏi đều có cái vị của rau găm ha. Rau găm với rau thơm. Cái đó là đương như là cái khoái khẩu của người miền Tây mình. Quế cũng có nhưng mà không ai giờ để. Quế biết anh biết để đâu không? Cơm chua. Cơm chua. Với ăn mì á. Cái này này nó cũng dễ trồng lắm nè. Vì mấy này là găm xuống là đâm mục nữa lên nè. Nó có mấy cái mắt mắt. Mắt mắt lên. Là mình găm xuống khi mà lúc mấy cái mắt này là nó dễ gà gãy lắm. Dễ. Bây giờ nhà nào cũng có trồng lai gai để khi mình cần cái cũng có mà ăn. Chứ gần chợ thì không đến đổi. Còn nhà xa nhà thì nó buộc lòng ta cũng trồng hết á. Nhất là rau canh chua. Rau canh chua hầu như mỗi nhà đều có gần gần vậy á. Ta trồng rau tằn, rồi ngò ôm, quế, ngò gai. Ngò gai, rồi mấy món đó là đủ rồi đó. Còn rau găm nữa trời. Còn rau găm thì cũng ít, ít ở trồng. Cái này là mình mắc cái lột da nó ra vậy ha. Lột da cho nó ấy. Nè, lột da gì đó. Cái này là cái nhánh của nó, cái lá của nó đó. Cái này là cái tàu lá đó phải không? Mày thấy bự quá bộ. Cái kèm dữ ta. Việt Nam tiết kiệm ngày ngày nào đó ngày mấy. Tiết kiệm để mình để dành, mình mua cái này mua kia, đường tiêu bột ngọt, nó nóng gì cũng được. Chứ không phải mà tiết kiệm để xăm vàng hả? Vàng đâu rồi đó. Đây nè, nó xăm vàng, có cái gì đâu, có không có cái gì dính tinh tay cho. Cái này hồi đó là anh Hùng anh đeo vàng đó quý vị ơi, thì bị cướp gì đó chặt cục cái ngón tay của anh, một ngón tay nè. Thì giờ anh nghĩ đâu có. Thì bị thế là em nó chặt ngón tay cướp nên là chiếc nhẫn một toàn 11 cái ly. Nói trời nói chứ anh nói chứ dễ gì anh thấm được cộng vàng nào mà đeo mà tay làm hàm nhai mà ngày nào hết ngày nấy rồi. Có đủ tiền đâu mà tấm vàng. Cái cọng cơ găm này nhìn thấy non quá hả trường? Đồ. Cái này nó trồng, cái này là nó trồng sát với nước nè. Nó bò luôn bò. Chứ còn trồng trên đất khô thì nó không được tốt gì đâu. Trên đất khô là nó hình như nó cộng cộng cục cục. Cục cục nó nhủi luôn á. Nó có nước chút, nó như nó bò dài. Bò dài. Rau găm cũng chịu nước dữ ha. Mà anh công nhận coi lựa đồ hay không? Để đồ quái chuông sẽ đẹp đẽ. Na ná là nói với lá cái gì cây thuốc dồi á. Giờ nó na ná với nhau á. Cái lá này nó tốt, giờ nó cái thằng lá dồi nó hơi bự hơn. Nó cũng gì nè, tự tựa vậy nè. Ở trên núi có cái đất ruộng trên á, là người ruộng núi á. Thì nó có cái cọng cũng giống thịt gì nè, nhưng mà không phải của găm. Nó có khoảng 95% nó giống nét. Nó giống lầm hoài đó. Lầm. Mà nó cái mùi gì kỳ cục lắm. Là ở Chi Tôn á, Chi Tôn với bên Tịnh Biên là ở vùng đất cát đất núi á. Có này ha. Nó vậy đó. Nó cũng y gan vậy đó. Mình ngồi. Nó không thơm ha. Nó không thơm. Nó chỉ dạng nó là cỏ thôi. Nó là ná nhau thôi. Cái này hồi xưa rồi mấy ổng cũng chắc ông bàm hồi xưa chắc gặp thơm thơm rồi đem về trồng rồi mới tới giờ luôn chứ. Chứ chắc hồi xưa nó cũng cỏ gì thôi chứ đâu biết gì đâu. Thấy không? Nó là cỏ thôi chứ. Sau này thấy vậy thì ăn được cái nó mới hiếm á. Thấy nhăn ăn được chứ. Mà cái gọng rau găm này thấy nó ăn cũng được nhiều món nha. Nhất là dừa.
món hộp vịt lộn đó đó. Món vịt lộn là không thiếu cao găm, đừng nhát. Hồi đó anh Hùng anh ăn đâu 15 hộp vịt 16 lộn. Hộp luôn, kinh hoàng luôn. Ừ, cũng nhờ cao găm này anh mới ăn được mười mấy hộp đó. Nó cay cay vậy, nó ít ngán. Ăn không bỏ cái vỏ, còn không bỏ cái mày luôn. Ừ, mày mà ăn cái ăn hộp vịt ngộ á, bị cãi vàng mình ham ăn cái gì đâu, cái bập bỏ vô cái hành hộp khỏi nhai nước trọng không thì ghê không. Bữa nào anh em mình thách thức ăn hộp vịt tưởng bữa anh chưa? Thôi anh em mình thách thức chị. Bữa nào anh Sơn á vụ Sơn á, anh Trần biết tôi vụ Sơn gì không? À vụ Sơn á, Sơn hỏi anh có ăn hộp vịt lộn được không, ăn cỡ 1-2 hộp à, nó mua cho 20 quốc khách 16 hộp nhỏ nhịn luôn. Mai suốt của lòng mời vậy. Tắt máy còn làm được 2-3 hộp à. Ghét hộp vịt lộn á. Tắt máy còn cái chớn ở tầng đó mà còn thêm được mấy hộp. Mạnh như máy củ lông đó, cái thôi là ở đây là cái máy suốt củ lông là như vậy đó. Mà hộp vịt chớn ác không, có mua hộp vịt lộn hộp nào hộp máy gì nè, cầm tay vậy không à. Tắt máy mà cái chớn không là còn ăn được, còn đưa vô 2-3 bó còn nuốt nhai được mà. Không bự luôn hả? Đó là máy củ lông mà mạnh. Không, hồi đó là máy củ lông là có tiếng ha. Đó máy suốt củ lông mười đó, chiều củ lông mười nó mới chịu đó. Công nhận rồi đó, cảnh đó vui ha. Tới mùa gặp cái sốt nổ ảnh anh cái tháng này là cái này cắt lúa là gai, là gai rồi. Hồi đó là như cắt lúa là cắt tay, tay là, gom lại bó thôi mà, rồi bắt đầu khiên giác suốt, giác suốt rồi khiên trời trời, nhất là máy khiên, máy suốt khiên, máy suốt khiên nhưng mà mới nặng đó, nó cực dữ lắm, cực. Máy suốt khiên thì đa phần là dùng Cần Thơ, dùng Cần Thơ, dùng Kiên Giang. Trên An Giang trên này thì cái kỹ thuật mà bên cơ khí nó có trước cho nên là chạy được lái vô lăng tích hợp số. Dùng Kiên Giang thì khiêng nhiều, còn dùng An Giang mình hồi đó là chạy mấy chút ba bánh, nó càng ngày càng phát triển. Chứ hồi xưa là lúc tôi còn nhỏ nhỏ đó là vụ lúa mùa đâu có mấy suốt, toàn đập không đập đó anh Trần, đập bồ không á anh Trần. Hồi xưa là dùng An Giang mình chạy nước ba bánh trước cái gì ha, mà vui nha, là đập trần công. Cái cũng như cái nhà này ví dụ chưa cắt vào là bên kia cắt rồi sớm lại đập mà vui thiệt. Rồi như vậy là đủ cho hết luôn đi, hết luôn không được bao nhiêu rồi dĩa nè, hết luôn đi đó, là đó làm cho hết luôn đi, làm hết luôn không bóp cổ gâu găm luôn. Cái này mình phải sắt nó thiệt là mỏng hay sao? Mỏng mình bóp cho nó ngon chút. Cái này mắc lột lại không? Giờ mình lột lại là nó không giòn phải không? Nó không có giòn mà nó lại nó không có thơm cộng bạc hà nè. Ngồi cái mình bóp cái nó teo rồi anh ơi, bóp miu đi chanh á. Chút nữa mình bóp cái mình xả nước cái. Xả nước cái là nó hết rồi. Công nhận cái tay này giờ vừa ha. Mà cái cộng bạc hà này mình bóp sống nó vậy nó có cái hình như nó có đặc tính nó ngứa không bạn? Không đâu, mình bóp mà mình có chanh mình tải ra, chắc cái thải nó ra cho ngài. Nó chanh. Cái chanh miếng muối là tải đất tải ra chân nó cái kia nó mới ngứa chứ cái môn á, cái củ phải cao quá thường kêu củ môn gì đó, củ phải cao cao là không ngứa đó, đó là ngứa ha, ngứa. Còn chứ cái cọng bạc hà này nó không sao phải không? Không sao, mà ngón tay cọng cũng có lại ghê không chân, đâu có dính cái móng tay đâu. Nó vừa luôn. Ngồi cái này đi. Là mình phải sắt hết cái này mình mới bóp được một dĩa gỏi cho ta. Nó teo dữ rồi. Teo dữ lắm. Nhót dữ lắm à. Teo lắm. Thấy nó bung bung vậy nè vậy chứ. Thấy nó ống ống này không à. Vậy là cái món này cũng là nó cầm thu không thua gì là cái món ốc quắn mình ăn nãy phải không? Nè, cái này nè. Nó còn cứ chút xíu vậy mà. Ôi ôi. Trời ơi. Đây là cái món công phu nữa rồi. Các loại món cái món bạc hà mà làm gỏi ốc quắn là nó cực nhất, là cái cực nhất là biết gì không, bạc hà. Mà nó ngon rồi nè. Nói chung là mình làm gì cho nó cực chút đi mà cực nó ngon, ngon là được. Đừng có ngon là thua nha, chứ mà còn ngon là mình cực không sao. Cái cực á là ít ai làm phải không? Đúng rồi. Mình cái cực này nó đều có ngon hết, cái gì cũng vậy hết á. Cái này cho mấy người bà ta làm chứ không phải mình ông ta làm món này. Giờ làm đi, làm mình ăn. Cái dao này cũng từng nói khá là ngắn ha, ừ. Cắt rất là ngọt. Anh mới mài chén á. Mới mài. Mài cái dao đẹp trai ghê ha. Ngọt luôn. Không biết bén không mà gâu găm mà anh đưa nhẹ vậy đứt nè.
Ôi, vậy quảng cáo của người ta cái miếng giấy người ta xẻ xuống đất còn quảng cáo cộng gầu gầm. Là hấp là quảng cáo cái lá gầu gầm. Không à, tôi mà giao cậu cái anh được luôn á. Anh đi mà giao mướn không, giờ nói lên luôn nè, giờ nhận mà giao mướn nè. Ở mình có mà giao mướn rồi. Mướn ngay gần nhà bà bán thịt heo á, bà giao cái lục á anh để mày không đó. Cái 10.000. Cái dao này nặng quá cái 15.000. Dao nhỏ nhỏ cái 5.000. Như dao này 5.000 là mau ăn nhất. Tại vì nó còn chắc thép á, mà màu bén. Còn dao thịt heo nặng dữ lắm. Cái ngày gì cũng có vậy. Có nè. Cái món trộn gỏi này thấy cái bộ cũng xà xỉ mà cũng cực khổ quá ha. Cái này bóp là giờ mình rửa lại cái nữa rồi phải bóp chanh này, rửa cho nó ra chanh á, ra lại cái nữa rồi để cho nó gáo mình mới nêm đồ vô mình trộn. Về cái này là tay chân của anh Hùng lực luôn à, lên cơ bắp luôn à, lên cơ bắp lên cuồn cuộn luôn đó, mà chắc bạc hà mà bóp bạc hà cái nữa lên cuồn cuộn. Rồi mình sắt ra rồi một thao về dung vậy nè, thao dùng luôn. Giờ còn có nhiêu nè, còn có một dĩa à. Được rồi anh Hùng ơi, có gì mà hao thế. Cái này là mình ấy thành mỡ hả? Các bạn ấy có mỡ còn mỡ nè, trời mưa lạnh lạnh cho nên mỡ nó đặc, nó đông đặc. Cái này là mình thử cái gì? Thử cá. Trước đây rồi ha, mình hãy dắt nó ra. Cái này mình thử gì cách hai mẻ với một mẻ thì sao nó thấm được ta? Để đi. Được không? Giờ hai mẻ đi. Mình làm hai mẻ đi. Sốc sốc đi, thử đi. Đúng rồi. Thế quá nhiều rồi, nó sốc không có được. Cái chảo mình đó. Rồi, thôi mình lấy cái chảo nha. Da mà còn dài trời. Mà cái món cá lóc kiến này mình làm là hình như là mình thử nó mới ngon hơn. Đúng rồi, thử cái nước. Cái chảo bự mình đó anh Trường. Thịt nó săn nó cứng rồi mà nó thơm ha. Anh Trường, lấy chảo bự mình đó. Cho nó khô nước rồi. Nó tái đi là thật nó dễ rồi. Mình cái màu cá rất là tươi. Tươi. Nó có đen. Trời ơi, sao biết không? Không, chưa trở thơm rồi. Bây giờ cái nước lên này giờ cũng dễ mò lóc kiến ha. Nói chung là đi chút chiều chiên này, có ai nhận lầm cái lầm quên mà. Quá nhiều rồi, ngày qua mò ít ít đây rồi. Sung cá mà không chung mắc ngay giờ mò hoài á. Có là mò hoài liền hàng liền cộng cho chú bộ hàng hai con nó đây đâu giữ chứ bữa đó mò kiếm một gà. Trời mưa lên trời nắng cái khác, trời mưa trời nào trời mới vô hang trời nắng ra hang anh ơi. Rồi bây giờ mình sắp cá này lại đi ha, cái nồi này đấy. Cho nó gọn gọn lại quá, cho nó nhiều rồi. Sắp có lớp luôn. Sắp phải có lớp của làng là mới hết. Mới hết. Giống như mình nhiệt củi mình vô ra vô cự vậy ha. Cự. Còn hai con nữa cố lên, được mà. Được.
thấy chứ một hồi nó sẽ còn rẻ xuống nữa. Rẻ. Này thì anh Hùng nãy giờ anh rửa anh ấy làm lại. Thì cái này một hồi chắc ra chắc cũng được 2 dĩa à. Không biết được không. Không teo vậy là được rồi, ngon rồi. À, béo rồi. Mà có khi nào mà nó hồi nó phì trở lại không? Anh chui. Ồ cái này là cà béo được. Chán cái chảo. Thấy cái công thức này cũng hơi là bắt mắt nè, nghe cũng hơi lạ lạ. Mà không biết nó hồi nó như thế nào. Nó từng làm này chưa Trường? Có làm, mình làm với cái này thì cũng mới làm đây. Chứ còn thì gà đâu tụi nọ có làm rồi nó ngon lắm, thơm lắm. Hấp ép đó hả? Bị ấp á. Nó thơm lắm mà cái này thì mình cũng mới nghe mà, người ta kêu đó. Mà cái con gà với cá lau kiến này nó cũng đâu có gì đâu rồi. Thì đó, cái nước cũng thấm như đây thôi à. Thịt này cũng dai chứ không? Thịt nó dai mà. Rồi chút nữa còn để dài tép tỏi vô á. Con này nè, đầu nào nó ra nó thơm, thấm như thơm lắm. Ốc đưa vào trong phiếu ha. Hồi nãy thấy thằng Thao giờ nhóc lại còn chút xíu. Thấy ngon không? Đúng là đồ trồng đổi thôi chứ. Nãy là đầy thằng Thao này luôn á. Cách này mỏ ốc ra mình quên kêu caramel ấy rồi. Các con gầm mình cũng quên luôn. Làm tự nhiên liên tự diễn luôn. Cái nó gà nước không anh, gà nước chảy nước rồi. Gà này. Nước chanh. Nước chanh. Nước mắm. Nước mắm. Đúng rồi. Đó là cái này mình không có làm tức là mình bóp sống chứ không có luộc không gì hết trơn. Bóp chanh đó. Bóp chúng mà bóp bằng chanh. Cái này nhiều quá, cái dĩa này không hết rồi ta. Hai dĩa. Rồi thử ra hết không ta? Gan em không được ngại đâu, mình chia ra hai dĩa đi. Cho nó chia đều quá. Chứ mình dài đũa nó là nó đều bên em dĩa này. Cái món này nhìn cũng cho bộ thấy cũng là bất miệng lắm nha. Đừng có chơi mà cào mà món ốc mà chê nghe. Nếu làm đủ món hết á chứ phải nói, từ từ ra chứ bài ra chứ phải nói. Rồi nhớ lại cái món gỏi ốc này là gai buổi chiều nay té xong nữa. Nó là gai rồi còn mình còn món hồi xưa là còn ăn là ốc xào xả ớt đó. Kho xả ớt á. Cho bây giờ tính tới giờ đây là tính hồi đó nữa. Rồi làm cái món này mà một hồi mà ăn cảm thấy ngon quá là không chừng ăn rồi là chừng nhảy xong cũng nhầm. Mò nữa đó. Cái gì cũng cứ lần một mới có lần hai chứ. Chiều hôm nay ba anh em mình cũng đã chuẩn bị xong rồi nè. Ngon quá. Cái mâm này cũng là món đặc sản nha. Nó rất là đơn sơ mà ngon. Bữa nay vậy mà cũng được hai món hả? Ba món à. Bữa nay có cũng con bắp gỏi mà nó khác nhau nè. Đây giới thiệu cho. Đây là gỏi bạc hà, gỏi ốc, bắp gỏi đà. Rồi củ tỏi nè, ớt. Cái đây là gỏi ốc, bắp gỏi đà. Không có chả, có ốc với không có tỏi ớt. Không có tỏi ớt. Trời cà lâm mà nói ngọng nó hoài không được. Không có nói. Rồi đây là cá lau kiến hấp bảy úp. Úp hấp tỏi bảy úp. Ngọng nó khó nói dữ lắm. Nói dập quá à. Biết thương miếng hả? Ai kêu bơi ít thôi nha. Ít rồi, tại hồi nãy mình có ăn cơm rồi. Ít cho ăn ít nhiều. Nín tinh là biết nhiều rồi. Nhìn bấy hay nhiều. Còn ai ít mình bấy cho ít. Tính là thiệt thà. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Ăn món bắp gỏi bạc hà. Gỏi bạc hà có rau găm, rau thơm, ốc, giấm, đường, nước mắm. Ớt cay. Đã hả? Ngon. Rau găm vô nó thơm. Bộ bắt này nha.
ngon, gỏi là ngon á. Có lý quá. Có tỏi ớt vô cái mùi nó sẽ khác hơn cái bên không tỏi ớt đúng không? Đúng rồi, thơm, cái tỏi nó thơm. Mình ăn tỏi không được, mình ăn vị đó. Cái này nãy mình để tỏi với ớt vô nè, bằm ớt cái tỏi thêm vô. Anh không có ăn tỏi không được. Này là cũng ốc mà mập mà nó trắng nha, với bạc hà đâu. Làm gỏi mà ăn cái giòn ngon. Cái bếp tỏi này nó đã không? Mới về chín dùng dốt. Chín tới dùng dốt. Đã mùi trời. Mùi nhận ha. Như hột quýt vậy. Nó liền vô. Thiệt. Đang như hột quýt nên thiệt. Có hứng. Ăn thử miếng này biết thì nghiện quá. Ăn vô nhức đầu. Ăn không được. Đấy đây cái đầu đây mình ăn cái thịt đây, cái cơm này trước đi. Thử cái món hấp bảy ốc này nè như thế nào. Có ông anh ông kêu làm đó, mình làm thế coi. Thơm. Ngon không anh Trần? Thơm. Như thịt gà vậy. Đây cái đầu ở đây đây. Nặng cái mình chứ. Có lý quá anh Hùng ơi. Mời cái nhà ăn cá lô kiến. Nó thơm thơm cái mùi bếp á. Thịt nó dẻ à? Dẻ. Dẻ. Khi mà cá lô kiến mình chế biến là mình xào săn săn nó cho nó săn thịt lại. Thơm. Là nó sẽ thơm mà nó dẻ. Cái dãy nó bung luôn. Ngon á. Nhức nách luôn rồi. Nhức nách mua thuốc con. Mua thuốc nhức nách. Mua thuốc nhức nách uống được. Đó, đây cái lá gầu găm kẹp vô nó mới nha, dính ốc. Nghĩ lại cái gỏi là bóp cực thiệt nha. Cái nãy tao bạc hà, tao bạc hà chung trùng vậy nè, bóp lại còn được có hai dĩa. Còn ốc thì vô nốt cải ốc luôn mà. Bóp lại chừng còn chừng nửa tô ốc. Chứ phải còn nhỏ nhỏ khóc rồi đó. Con đâu có ăn dụng đâu mà nó có nhiều còn nhiêu à. Chiêu. Mà cái nãy có ăn dụng được ba ngốc à. Con đâu có ăn đâu mà xong nó còn nhiêu mà khóc. Cái món mà gỏi tép hà này là phải nói là nó cũng có một chút nào đó là công phu. Là mình sắc ra nó thiệt là nhuyễn nhuyễn á. Nó mỏng dữ lắm luôn. Cực kỳ mỏng mà được. Rồi bóp lại cái nó cực. Cực mà là ngon. Ăn cái mỏi. Đây. Bạc hà này. Tùng nhận bữa này ngon. Gấp thoải mái đi. Này tới hai dĩa nhiều lắm á. Mình xuống ly cho ta. Quên. Ra ly chứ. Quên. Mình ra dạng ly. Món này là món review buổi chiều mà. Nãy giờ ăn gỏi rồi mà đúng không? Hai món này là bữa nay mình review năm như buổi chiều thôi chứ món cơm nước gì. Cơm nước thì bỏ qua bên đi. Nhâm nhi rồi bắt đầu cuối cùng mình ngủ trên ghe. Có nhận nè, góc dãy rồi ha. Nó bung lên nè, thấy nhìn thấy rất là đẹp ha. Đẹp quá. Còn thịt nó còn nguyên à. Vậy mới được đó. Thơm nghe mùi đẹp lắm thôi. Anh Trần cho lính chú thôi. Nó ba ngày anh Trần lấy một cái tô mà thôi. Đây, để đây nè. Thầy dơ á. Ngựa cái. Ừ. Dơ thì rửa. Ăn không rửa không được, mình không làm biết rửa dành cho. Đó, sáng này mình mò. Bỏ đây rồi mời lên đây mò lên rửa ăn tiếp rồi dục tiếp. có cái điểm mò mà không chịu mò này nó hơi công khu nha. Cái nãy mình lột ra là nó sợ nó không có ngon bằng cái dãy nó không ngọt á, nó hơi cực chút thôi. Nó hơi cực cái nó làm em để dãy thì nó hơi dơ nhưng mà là nó ngọt hơn, ngọt thịt hơn. Anh lấy mắt lột bằng tay mới được á anh Trần. Người ta cho bằng đũa không vui. À ha. Này mình để làm thử một miếng cái này nè. Quảng cáo quá hả? Ngon. Chua. Chua mà hơi mặn. Cay. Mặn. Ngọt tỏi, cái mùi tỏi. Có cái mùi tỏi nó sẽ bán đi cái mùi tanh của đúng rồi con ốc, nó phải cử cái bán.
cái đầu nó chứ rất là ngon nè. Wow, đầu béo đấy đó. Rất là béo. Đó, chân cá đầu kiên. Nhất cái chỗ còn sống là nó dai. Còn nó dai gần gà. Ừ. Dai như thịt gà vậy. Để mình thử bên này cái nữa rồi. Ừ. Bây giờ mình ở Trung Giang à. Gấp hai bên. Hai bên. Bên này thì không có cay. Ừ. Mà có chua. Con chậu có một mùi mà khác nhau phải không? Vô vô. Bạn gái kìa. Vô. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. À cái bị đã. Uống vô cái đầu. Uống rượu vô mới đầu uống rượu vô phải ăn gỏi. Gỏi chua nè. Chiều mà tống gần vài ly ha, nó chạy nọc cái gần gần cơ thể ha. Dài cuộn cuộn cuộn. Cái rượu chuối này uống nó cũng mềm lắm. Dễ ngủ. Uống nó mát mẻ cơ thể mình dễ ngủ á. Ừ, chuối hột mà là nó trị bệnh này nọ đó. Ta giờ kiếm chồng đồ mua không ra. Đúng rồi. Uống nữa đi rượu. Mà ăn một miếng mồi chua chua, cam ngon chua chua ngọt ngọt nè. Rượu đã lắm anh Trường ơi. Có cái là chuối hột giờ nó mắc biết sao không? Có cái không phải cây nào mà cũng có bồn nguyên dạng được. Có cây để chỗ bồn ra đừng được vài trái à. Lép đúng rồi. Nó tùy theo cái dụng đất trồng nữa. Ừ. Bởi vì nó mới hiếm. Mà mình nghe nói gì không biết có không nha. Nói trồng xa nhà là nó không bao giờ mà cái quầy của nó mà đậu trái tròn trịa. Nó sợ ma. Nó sợ ma. Mà chưa tao nói gì không, mình có không gần rồi. Mà cái đó thì theo như mình chứ mình không tin đâu. Cái đó mình không biết. Ừ. Chỉ nghe nó tương truyền vậy thôi à. Ừ. Mà thôi đi. Cái đó thấy hơi mù mờ quá. Tâm linh quá, chị tâm linh quá. Tại vì cái cây mà chứ đâu có gì đâu mà ma cỏ nó sợ. Ngon quá. Đồ ăn món gỏi này thấy béo quá. Gỏi là vô là ngon nhất á. Chừa ngàn đào tỏi nữa. Bụi bụi thôi muốn chết luôn. Ăn bụi ha. Rồi hấp ba cái bia rồi nọ thảy nó vô ăn coi. Thôi anh ơi bùi vậy, anh ăn đi, được anh ăn đi. Hồi đó đâu có ăn đâu. Hồi đó mình cũng như anh vậy đó. Ăn không được. Ăn có chừng ăn được rồi nó ghiền. Ghiền ha. Ừ. Mà tỏi này ăn là những người nào bị viêm cánh là không được nha. Trời. Viêm cánh. Không sao, viêm cánh có thuốc trị ra nha. Con mắm á kẹp vô là hết viêm cánh mà nó viêm mắm. Anh chưa. Nước nè, ngon lắm. Nước này hấp mà ta nhất cái chảy luôn á. Ừ, ừ. Ngọt thơm luôn thầy. Thơm. Ừ. Ngon. Ngon lắm á. Phải cái củ tỏi mình để đây mà. Lấy củ tỏi ra để bên, đúng rồi. Nước này nó ngon. Nước cái này là nó ngọt rồi từ cái cây bị ốc ra luôn. Ồ, đã. Mà hình như là cái mùi bé ốc bây giờ nó mất tiêu mùi phải không? Nó hết mùi rồi. Khi mà nó lên độ nóng rồi nó mất mùi. Bốc ra, bốc ra nó mới thấm vô cái miếng cá. Miếng cá được. Cái hơi nó bốc lên. Cái gỏi này là phải một đũa là khoảng một ly hay sao mới vừa một người. Đợi mấy anh cạnh chạy ngang anh dùm dùm hoài à. Nó nêu không mời. Mời mấy anh. Nó uống mà không mời à. Không mời. Nói chạy ngang gặp cái làm ngơ không à. Ăn nhiều gỏi anh chưa? Gấp nè hết đũa thôi à. Gấp đũa đứng không được nữa, gấp đũa nằm. Ốc nè, con nhộng đang ốc. Cứ mạnh tay mạnh miệng đi. Anh chưa? Gấp đũa đứng không được, gấp đũa nằm. Đó. Ba anh em mình rồi mà một đống này là ăn mà mạnh mẽ nó mới hết đó nha. Rồi bữa nay ấy. Rồng mồi không? Kéo cánh gà mà coi. Để nằm ha. Ừ. Ông bà xưa mình nó có câu á, nó gấp đũa nằm là gì đó biết. Đi nè. Ừ. Vậy là chắc cú à.
gì cái mùi rồi mau. Rau răm. Chấm đi. Chấm. Có kèm nước mắm ở đâu anh không? Ừ, cho nước anh đó. Cho thêm nước mắm không? Ừ. Mất mất khoảng rồi. Cho đậm đà vô. Ăn chén gầm nó giờ không hết không? Ăn rồi ăn không à? Ăn rồi cũng ngon. Chua chua. Ừ, trong ba cái ốc này cái hàm lượng của nó dôi nhiều quá. Ừ. Mình ăn không biết có bị dôi gì không ta? Đóng dôi, tạo dôi không? Cái đó mình không có nghe, không có biết. Đó mình chưa có nghe. Chứ nó là cái dầu canxi á. Ừ. Canxi thì giúp cứng xương. Còn như mấy cái tuổi mình cũng tầm khoảng từ U40 trở lên hết rồi. Còn cứng gì nữa đâu, không có hiểu hết trơn. Phải chọt cứng xương chứ. Ừ. Ăn vô cho bồi bổ xương lại. Bổ xương, không có chất dôi á. Không có chất dôi mà canxi á. Ừ. À, bồi bổ xương là cái chất này nè. Nè, bây giờ vô nè. Chất này là bồi bổ xương nhất nè. Vô. Vô. Người ta giật ly, anh nãy giờ không uống rồi. Còn cái cá lục kiến này tôi nhớ cái hồi đó có ông bác hai, cái ông lúc đó là chưa ăn lục kiến được, ông không có ăn, rồi ông đặt vớn á, ông đảo bỏ hết trơn à, mà đâu cho ông và vợ tôi hay, ông nói mày có cái lục kiến á mày thả đi, đừng cho chừng ba mày hay. Hỏi sao nó ăn vô là nó ung thư máu chết à. Nó ăn ung thư máu, cái từ đó đầu sau này cái ông ăn được á. Rồi mỗi lần mà ông vợ tôi đi cào đó là ông lấy cái thùng heo nhường ba có lau kiến đó, lớn nhỏ gì thảy vô đây cho tôi nhường ba. Cái này là bây giờ phải gặp lại gặp ổng ơi, phải hỏi lại nó, hỏi hôm nay ăn ba cái cá lau kiến nhiều vậy rồi cái tình hình ung thư máu ông sao rồi. Ừ. Cái mình chơi cá cớ mình hỏi lại ha. Ông đem đi đổ mà đâu có cho ông vợ tôi hay hay đâu, ông vợ tôi không ăn được ông lấy không. Ung thư máu chết á, còn ngày chừng ba ăn ung thư máu chết á. Ừ, bây giờ ăn được rồi, mỗi lần sửa đặng đi cào là đem thùng heo lớn nhỏ bắt hết cho tôi đi dừng ba. Nghĩa là cái người miền Tây mình cũng nhiều cái có cái lạ lạ quá ha. Ừ, đồn. Có tin đồn, tin đồn dữ dữ các bạn. Ừ. Nói chừng ăn được rồi đó, bây giờ kiếm không ra. Tin đồn thất thiệt. Đúng rồi. Cũng giống như là cái con cá rô phi á, cá phi á. Lúc trước không có ai ăn đâu. Bây giờ ăn kiếm không ra. Đó, cái lợn đồn cũng ác lắm. Buồn nữa hả? Bây giờ buồn rửa tay đi con. Buồn hết này nữa mình nghỉ mình ăn đi con, còn mỏi quá. Bữa nay giật cái lớn nha. Bữa có ba có hai ly à. Né 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 cái gì vậy hoài. Gấp tổ nằm không được. Ăn gì nhiều đi anh Trân. Có mồi à. Chua ngon, vô ngon.